Coi kìa, cái tướng kìa, ăn bận kìa, đã đứng tướng kìa, tự yêu con Sam. Em nghĩ là bạn đi hát hay, em chắc chắn điều đó luôn á. Thế hả? Tại sao? Vì đẹp à? Em khuyên chị luôn á, vì chị em mình, chị hãy nên giữ anh ấy đến vòng cuối cùng. Em xin hứa là cho dù ốm đau hay bệnh tật, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cái gì mà chưa chia nó tuyên thệ đúng rồi. Bây giờ thằng bé mà hỏi nó gì là nó ai đu liền á. Ghê quá. Hay quá. Bảo quá rồi, chậm mồ hôi. Sao mình hát rất là bất làm gì vậy Sam? Em bị sao vậy? Mình phải lau mồ hôi. Sam ơi, tại vì thấy em hát rất là đổ mồ hôi hết. Nhưng mà thực ra em không có mồ hôi ạ. Mệt mặt. Thấy chưa, là nó cản lại rồi. Nè, với anh đang chuẩn bị cái khăn giấy, anh định làm gì vậy anh? Anh chậm mồ hôi anh. Anh đi lên không kịp với em thì có. Số 6 đứng bốc quá kìa anh. Bốc. Em thì để ý số 5. Sao vậy em? Đẹp trai anh. Mà mặc đồ cũng kiểu như là trời sinh một cặp. Hứng hờ đó, hứng hờ đó. Ừ. Không có ai giao nước mà cao 1m8 đẹp trai như vậy. Không có ai giao nước mà da dẻ trắng mịn màng như vậy đúng không? Cái hàng đó là tuyệt chủng rồi. Chỉ có ở nhà ăn giao ua là giao nước, giao hàng cái gì. Coi kìa, cái tướng kìa, ăn bận kìa, đã đứng tướng kìa, tự yêu con Sam. Em nghĩ là bạn đi hát hay, em chắc chắn điều đó luôn á. Thế hả? Tại sao? Vì đẹp à? Tại vì anh nhìn đi, một cái body mật ngực đô như vậy, tại sao cái vòng ngực của bạn đô không phải đi tập gym? Mọi người đừng có nghĩ đơn giản là đi tập gym thì ngực mới đô, là do mình hát nhiều. Mình hát nhiều, mình giữ cái hơi ở bên trong này. Và sau khi mà mình... cái hơi nào mà giữ vô ngực hết hả chị? Lần đầu tiên không có nghe hát hơi ngực. Bà ơi! Sao bà có hơi ngực khác vậy? Thôi, nó giữ hơi bụng đi mà. Hơi bụng quá chị. Hơi bụng chứ mà giữ hơi ngực hết trơn. Ai bụng bự hát mới hay sao? Mọi người sao mọi người có vẻ phản đối em vậy? Phản đối luôn. Người ta không có phản đối em, mọi người đang kỳ thị em đó. Em khuyên chị luôn á, vì chị em mình, chị hãy nên giữ anh ấy đến vòng cuối cùng. Em xin hứa là cho dù ốm đau hay bệnh tật, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cái gì mà chưa chia nó tuyên thệ đúng rồi. Bây giờ thằng bé mà hỏi nó gì là nó ai đu liền á. That's ghê quá. Giang em thấy sao Giang? Thôi nói chung là âm thì hát không hay. Em nghĩ là hát hay. Em nghĩ là hát hay. Sao giờ Sam em ngược lại ý kiến mọi người vậy? Bà này đẹp. Cái tôi tháo cái giò bà ra quá. Không, cái khái niệm về đẹp của Sam nó hơi dễ dãi nha. Thế nói câu này hay nè. Hay á, câu đó hay á. Sao ai em cũng đẹp chứ vậy? Đâu, nãy giờ em chỉ có khen hai người đẹp ai mà. Em cũng đẹp. Số 5 là em giữ lại là chắc rồi. Em dứt khoát là mọi người anh Cường à, chị Trinh à, chúng ta phải vì một cái tương lai hạnh phúc. Tương lai hạnh phúc dạ, cho không, em phải không? Hạnh phúc cho gia đình em. Hạnh phúc cho gia đình em. Thì em xin là hai anh chị hãy cố gắng giữ bạn số 5 ở lại. Hay và ha. Tiếp theo là bạn số 7. Em muốn có một câu hỏi dành cho hai khách mời ngày hôm nay. Chắc là mọi người cũng biết là tại sao ngày hôm nay em lại ăn diện một cách đẹp đẽ như vậy và em chỉnh chu trong mái tóc của mình. Mọi người thường nói là đàn ông sẽ bị thu hút bởi những cô gái thả tóc dài và xoăn. Thì không biết là hai anh ở đây có ai còn độc thân không nhỉ? Mọi người đừng có cái tỏ cái thái độ như vậy, em cảm giác là từ chối em á. Anh không biết nữa. Sao vậy anh? Anh không biết chi dân như thế nào. Anh cũng không biết luôn. Mọi người có cái thái độ ve lui lại là sao vậy? Đàn ông đẹp và tài giỏi trên thế giới đã hiếm rồi mà lại còn ấy nhau nữa thì thôi hay là mình đi vô đi ha. Đi bàn tới vấn đề đó chi trời. Thôi hay quá. Bảo quá rồi, chậm mồ hôi. Sam mình hát rất là bất làm gì vậy Sam? Em bị sao vậy? Mình phải lau mồ hôi, tại vì thấy em hát rất là đổ mồ hôi hết. Nhưng mà thực ra em không có mồ hôi ạ. Mệt mặt. Thấy chưa, là nó cạn lại rồi. Nè, với anh đang chuẩn bị cái khăn giấy, anh định làm gì vậy? Anh chậm mồ hôi anh. Anh đi lên không kịp với em thì có. Tên thật của bạn là thật em Nguyễn Thái Sơn. À Sơn là so đó. Ê, đúng rồi. Hợp chữ Sam. Trời ơi. Đúng không? Đó, em. Chị thông minh quá. Thấy chưa, chị thông minh mà, chị biết chị thông minh mà. Nguyên. Cả phim trường lặng im luôn. Cả phim trường không ai nói gì luôn. Anh, nhà ở đâu thế? Cứ tới lui trong tim em, không biết đường về nhà. Ủa anh Huy, anh sao vậy? Hả? Gì mà anh gãi chứ hả? Anh nổi sải. Ôi,
Ôi, thấy đứa con gái tụi mình nói con này, tôi còn ngứa người, răng người luôn trời. Chị hết chưa, chị hết chưa? Hết rồi. Em tình nguyện, dạ. Em chấp nhận em thua. Em bại trận tại cái cuộc thi thính thế này. Chung là như vậy, giống như là kiểu em cảm giác như em bị hàng sell up á. Người ta chỉ có một đường lựa chọn á. Hả vậy? Rồi, em có đi vô đây. Xin chào. Quen biết trước, quen biết trước hả? Nhau quá, không nhau quá nè. Chưa quen. Bây giờ, rồi sao không? Thì mới làm quen nè, chưa quen mới làm quen. Trời sao vậy anh? Nói chung, ý biết không, cái là thủ tục của sao lúc nào thấy ta là ôm. Không, thật ra là sao mới coi chừng nha. Brian cũng đào qua lắm á. Ủa phải không? Không. Ủa nhưng mà Brian, em còn lớn lớn không? Brian còn lớn lớn nhưng mà chắc đỡ một vậy tí thôi. Trời. Ủa em thích vậy đó, thích kiểu cái gu lớn lớn vậy đó. Em thích vậy hả? Đúng rồi. Hôm nay nhiều gu của em lắm nha, tại vì đang cũng lớn lớn vậy không đó. Tại này không, hồi này chưa có hiểu cái việc nhiều, nên em phải nói rõ cho không. Không. Dạ. Dạ. Có gì mà cơm kéo hả, vậy hả? Cơm hả, cơm nữa hả? Ủa? Chị Sáng. Hả chị? Em đâu có khuất mặt khuất mày mà chị làm cái gì vậy? Cái này là khuất mặt khuất mày luôn đi cháu. Cái này là cái làm quen thôi, tại vì là bạn mới, đây là lần đầu tiên. Chị cái tay. Cái gì? Em nói mà, xin lỗi nha. Không. Ủa? Chuyện này á? Không cháu ơi. Sao có quyền, sao là MC, sao có quyền. Khi nào em lên đó ngồi em phải có quyền. Để em chào hỏi khách mời xíu chứ. Trời ơi, lâu quá mới gặp đúng không? Để em chào hỏi khách mời xíu chứ. Trời ơi. Đối với những người bạn mà lâu như thế này gặp gỡ thì Sam, anh thấy như thế này. Anh thấy là từ số 1 cho tới số bây giờ á, em gặp trai là em ôm, em ấp. Trời, em tưởng em là đặc biệt anh. Không có, em không bao giờ đặc biệt với mắt Sam hả? Ai cũng vậy em bên này. Thiệt luôn á. Phải nói là lâu lắm rồi chương trình mình mới có một cái chàng trai mà gọi là sexy bốc lửa như vậy chứ. Cái câu này hôm bữa cũng nói với Quốc Thiên. Không, cái này em tin nha, Quốc Thiên rất là sexy nha. Đúng rồi nha. Tại vì biết sao không, bình thường Sam toàn dẫn chương trình với anh Chun á nè. Thấy không, kính cổng cao tường không thấy được cái gì hết trơn á, mà còn xung đột nữa chứ. Chào hai em. Chào chị. Trời ơi đó, dễ thương. Em thích những cái tập mà gọi là mời những vị khách mời mà có ngoại hình mà đẹp trai sáng sủa vậy lắm. Tự mình nhìn cái mình ăn ngon liền anh. Nhưng mà em biết gu của chị Sam là trai trẻ. Sao biết vậy? Ý em là thích trai trẻ nghĩa là chị Sam không còn trẻ hả? Không phải, ý là chị Sam muốn tiếp xúc với... Sam làm gì vậy? Thôi mình về chỗ mình ngồi đi hai đứa. Dạ. Ủa là sao mọi người? Trời ơi. Chào các em. Hello, chào các em. Chào các em. Chào các em. Ok, bây giờ... Trời, dễ thương quá luôn á. Em ơi, mình nên tự trọng, dù sao mình cũng làm cô. Cái gì anh? 99, sinh năm 99 nha. Ủa thiệt á hả? 99 hết. Nhưng mà tụi em có cái dòng máu Hàn Quốc gì không? Sao mà sao nhìn các em á rất là kiểu như mấy cái oppa Hàn Quốc á. Mà cái bé này nó cũng hơi lạ nha. Tại sao anh thấy bé nào cũng bình thường hết? Tự nhiên bé này cầm con Pikachu là làm sao? Dạ, cái này là con Pikachu này nên nó có rất là nhiều ý nghĩa. Cái ý nghĩa đầu tiên tặng là... Tặng chị. Chị ơi, chị ý nghĩa đầu tiên qua đây giùm em. Kỳ quá. Ủa, nhóm nhạc của mình là nhóm nhạc nam không hả? Đúng rồi em ơi, đúng rồi. Chị muốn vô hay sao mà chị hỏi vậy giờ? Thì đó, tại vì thật ra cái này là một cái kinh nghiệm mà một người đàn chị chia sẻ với các em. Mà tại là anh sẽ đàn chị hay là sao? Thường là mấy cái nhóm nhạc nam như thế này nè, đó mà gọi là muốn mà tạo được điểm nhấn với quý vị khán giả, đó là sẽ có một cái màn kết hợp với lại một bạn nữ, bạn đơn ca nữ nào đó. Em có biết là nhóm người ta là do ai làm leader không? Là Đông Nhi với ông Cao Thắng nha. Người ta là xin lỗi chị Duyên nhiều nha, nhốt vô cho một cái. Xin lỗi chị Duyên. Anh mời em vô MV thì 1000 năm không đóng ha. Còn bây giờ cặp trai ba bạn trai thì em tung tướp. Thôi, người ta được cái là người ta có độ trẻ, người ta có độ tươi. Còn anh là cũng là bây giờ em phải làm gì? Em vô làm gì khi mà mình đóng vai chị, vai mẹ, vai cô? Cái mặt tươi
tương đồng lắm, cái mặt tương đồng lắm, kiểu giống như là trang lứa thôi à. Trang lứa, không mệt quá. Ra là về chỗ ngồi đi ba anh trai.